một cái tai nạn rất phổ biến ở trẻ nhỏ, khiến nhiều bà mẹ bối rối, nhất đối với các mẹ mà mới sinh con lần đầu. Để cho con bé đúng tư thế này và đúng khớp ngậm và cái cách xử lý sặc sữa hiệu quả là điều rất nhiều các mẹ trẻ quan tâm. Vậy thì cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng sặc sữa ở trẻ? Trẻ sơ sinh bị sặc sữa là hiện tượng thường gặp. Tuy nhiên, cái khiến trẻ bị sặc sữa đa phần là do cha mẹ cho con bú không đúng tư thế và một số tư thế ăn uống sai lầm khiến trẻ dễ bị sặc. Thứ nhất, cho bú nằm hoặc là kê bình sữa vào đầu gối để cho bé tự bú. Nhiều mẹ có thói quen cho bé bú, cho bé nằm bú bình để trẻ vừa ăn vừa ngủ. Tuy nhiên, trong cái lúc mà bú có thể bé sẽ ngủ quên, miệng ngậm nhiều luống vú nhưng mà không hề nuốt. Khi thở mạnh, bé vô tình hít sữa lên vào mũi, vào phế quản, dẫn đến tình trạng sặc sữa và khó thở. Thứ hai đó là các mẹ cho bé nằm uống nước ngửa, cho nằm uống nước này, ngửa đầu uống nước khi bé bị nấc. Tương tự như cái việc là cho bé nằm hoặc là kê bình sữa vào gối để cho bé bú. Cho việc ăn uống khi bé đang nằm ngửa đầu khi uống nước cũng thể khiến nước trào thẳng vào phế quản gây sặc sữa ở trẻ nhỏ. Thứ ba, sau khi cho bé bú no thì cho bé bú luôn với cái tư thế ngửa đầu. Trẻ sơ sinh đang bú và sau khi bú thường chìm vào giấc ngủ luôn này. Và nhiều mẹ thấy vậy thì thường đặt bé nằm ngủ cố định ở tư thế ngửa đầu. Điều này rất là nguy hiểm vì con vừa mới ăn no nên cái việc là đặt con ngửa đầu nên sẽ gây nên tình trạng sặc sữa rất là cao. Thêm cái việc là không thể tự xoay đầu thì bé không thể tự thoát khỏi cái cơn ngạt và cái cơn khó thở. Nên cái việc là cho bé ngủ với tư thế ngửa đầu có rất nhiều trường hợp các ba mẹ mất con vì cái tư thế này. Thứ tư đó là giúp cho bé ăn và bú khi bé đang ở tình trạng gọi là trạng thái xúc động. Cái tầm 4 tháng tuổi thì trẻ đã có cái xu hướng là biết hóng chuyện này, dễ phản ứng trước cái hành động của ba mẹ. Nếu mà các mẹ cho con bé bú sữa trong khi bé đang có biểu hiện cảm xúc như là cười, khóc, ho khan thì rất khiến sữa có thể tràn vào phế quản và gây tình trạng là bé bị sặc sữa.